Kẹo này có vị dâu Úc, các bạn chưa nổi hết. Chị Cà Chua xin chào tất cả các em. Các em ơi, các em cũng đã biết rồi đó, anh Cà Chua đã có những cái vlog làm về củ cà rốt bị gãy nè, quả cà chua bi nè và quả cà chua bự. Thực ra đây là một câu chuyện có thật của chị đó các em ạ. Chuyện là như thế này, vào một đêm nọ thì chị Cà Chua đang đi trên đường thì có một cái dây điện nó bị xà ngang xuống đường và cái khúc đường đó rất là tối. Vì vậy chị đã lao thẳng vào cái dây điện và bị vướng cổ lại. Đây nè các em, đây là cái vết thương mà chị Cà Chua đã hồi phục rất là nhanh sau 8 ngày bị thương, bị té xe. Thì lúc mà chị bị té xe như vậy á, người nhà và cả bác sĩ đều nói là chị không thể nào mà hồi phục trong vòng 2 tuần được. Phải cái vết thương này á là phải chờ 3 đến 4 tuần mới hồi phục hoàn toàn được. Nhưng mà thật kỳ diệu, chị Cà Chua đã hồi phục chỉ sau 8 ngày. Đó. Bây giờ là những cái vết thương này nó đã bong hết cái lớp da chết ra rồi, bây giờ nó đang lên da non. Thực sự các em biết là cái sự kỳ diệu này xuất phát từ đâu không? Đó chính là một tuần vừa rồi chị Cà Chua ngày nào cũng đọc những cái bình luận mà các em để lại dưới những cái vlog của anh Cà Chua. Thực sự chị rất là cảm động và chị lúc nào cũng nói trong đầu là phải hồi phục vết thương, phải hồi phục nhanh, phải hồi phục nhanh, nhất định phải hồi phục nhanh để quay trở lại là video cho các em xem. Chứ nếu không để anh Cà Chua làm vlog hoài như vậy, anh ấy không đủ sức để làm. Anh ấy thực sự đã cố gắng quá sức rồi đó các em ạ. Vì vậy sau này á, nếu như mà có cơ hội thì chị sẽ nhờ anh ấy làm những cái vlog vui vui như vậy để cho chúng ta xem cho đỡ chán. Tại vì nhiều lúc chị làm đồ chơi hay là tất cả mọi thứ nhiều quá thì nó cũng hơi ngán đúng không? Lúc mà chị bị như vậy á thì bác sĩ nói là không có được nói chuyện và cử động mạnh. Tuy nhiên hôm thứ hai vừa rồi, do là hứa với các em là phải quay số để tìm ra người trúng thưởng mini game, thì trước khi quay là chị đã uống 2 liều thuốc giảm đau. Lúc quay thì nó không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên là sau khi quay là chị là giống như bị tắt tiếng luôn, chị không thể nói được. Vì vậy những ngày sau chị không thể nào mà cố gắng làm video được. Và anh Cà Chua đã giúp chị. Chị cảm ơn anh Cà Chua nhiều. Và cũng qua cái sự việc lần này thì chị Cà Chua mới nhận ra được rằng tình cảm của các em dành cho chị rất là lớn. Và chị rất là cảm động. Vì vậy chị sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới làm những cái video hay hơn cho chúng ta xem. Còn hôm nay thì chị Cà Chua quyết định là sẽ làm một cái video uống thuốc của anh Cà Chua mua cho chị. Các em cũng đã biết rồi, trong những cái vlog lần trước thì anh Cà Chua đã đi quay mua những cái loại thuốc này ở những cái shop khác nhau. Các em nếu mà chưa xem thì có thể tìm lại để xem nha. Hôm nay chúng ta sẽ lần lượt thưởng thức từng loại thuốc này xem là có ngon hay không. Yeah! Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với loại thuốc đầu tiên nha. Ta-da! Đây là một cái gói kẹo mà chị cảm thấy nó rất là hấp dẫn. Ở trên này là những cái chai nước ngọt này các em, còn có những cái quả trái cây nữa. Cái này là một loại thuốc mà anh Cà Chua đã mua cho chị ở Thân Nguyễn Family Shop. Đúng rồi. Trước hết mình sẽ mở ra xem bên trong có gì. Yeah! Oh, rất là nhiều viên thuốc nhỏ các em ạ. Rồi, có nhiều màu khác nhau nha. Chị nghĩ là mỗi màu sẽ là một vị đúng không? Đây là vị cola. Đó, có chai Coca-Cola. Đây là vị cà chua. Không biết có đúng không nữa. Rồi, đây là vị soda. Còn đây là vị chanh. Yeah, mình sẽ ăn chanh đầu tiên. Bên trong này là một cái viên màu vàng y hệt như cái biệt bên ngoài đó các em. Đó. Wow, mùi thơm quá các em ạ. Mùi thơm rất là dễ chịu luôn. Chị đang nghẹt mũi mà chị ngửi vào chị cũng cảm thấy là dễ chịu lắm. Thêm thế nè. Đây, phía bên ngoài là một cái lớp màu vàng. Đó, còn phía bên trong là một lớp màu trắng. Ăn nó chua chua, ngọt ngọt. Rất là đúng với khẩu vị của chị luôn á. Chị rất là thích cái kẹo này. Lúc mà ăn xong kẹo này đó các em, thì chị cảm thấy là cái vị chua nó nhiều hơn cái vị ngọt. Và cái lớp bên ngoài nó sẽ chua hơn cái lớp bên trong. Và ăn ra rất là thú vị nếu bạn nào mà thích ăn chua giống chị. Cái kẹo chanh này nó rất là ngon rồi. Thì chị suy ra ba vị còn lại nó cũng sẽ rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái loại kẹo mà rất là thú vị không kém. Đó chính là kẹo nổ banh mắt và kẹo nổ banh miệng. Đây là kẹo nổ banh miệng, còn đây là kẹo nổ banh mắt.
Nhìn rất là ghê đúng không Kim? Cái kẹo nổ ban miệng này chị Cà Chua đã ăn rồi. Công nhận là nó đập bập 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 muốn ban cái miệng luôn. Chị ăn rất là ngon và chị cho các cháu và các em chị ăn cũng rất là thích luôn. Tuy nhiên là chị ăn rồi nên chị sẽ để qua đây ha. Còn cái kẹo nổ ban mắt này mới là ghê nè các em. Chị thấy là không những là ban lòi hai con mắt ra mà còn gãy hết mấy cái răng nữa. Chị Cà Chua bảo là anh Cà Chua không biết là cái này là ý là tặng chị hay là muốn trôn chị đây. Tại vì á, chị nhìn thấy cái hình rất là ghê. Ăn xong không biết là chị có bị gãy răng hay là banh mắt gì không nữa. Mình sẽ thử ăn thôi. Bên trong này có rất là nhiều gói nhỏ này các em. Đó. Nhìn màu sắc rất là tươi sáng, rất là bắt mắt đúng không? Rồi bây giờ chị sẽ mở một gói ra. Nó có màu hồng, màu trắng. Đó, có những cái cục to và cục nhỏ. Wow, kẹo này có vị dâu. Các bạn chưa nổ hết. Nó rất là to, không biết các em có nghe được không nữa. Nhưng mà nó nở trong miệng chị rất là to luôn. Nó bụp 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 bụp. Những cái viên to thì có nó còn nổ to hơn những cái viên nhỏ nữa. Thật sự nó nổ rất là to luôn đó các em. Và cái này á, nó không có quá ngọt đâu. Nó chỉ có hơi vị dâu và nó thiên về cái nổ nhiều hơn là cái vị đó các em ạ. Hèn gì ở trên cái bịch này thì nó có cái con mắt lòi đó nè các em. Nó minh họa. Tuy là hơi lố một tí, không có ai mà ăn kẹo mà bị nổ như thế này hết. Nhưng mà nó thực sự nổ rất là to và ăn rất là vui luôn. Chị thích cái này quá à. Nhất định nếu mà lần sau có những cái vị khác chị sẽ mua về để ăn thử. À, tiếp theo mình sẽ qua một cái loại kẹo mà nhìn ghê không kém nè. Đó, nhìn giống như là kẹo dành cho mùa Halloween vậy đó. Các em nhìn phía ngoài nè. Chằng chịt những cái vết thương, miệng còn chảy xuống như như máu vậy đó. Phía sau này còn có ngôi nhà ma, rồi mặt trăng ám nữa. Cái này đúng là kẹo dành cho mùa Halloween. Tuy nhiên là chị không có biết đọc tiếng Nhật. Em là biết đọc thì nhớ nói cho chị biết nha. Bên trong này gồm những cái viên kẹo nhỏ này các em. Chị đếm coi 2, 4, 6, 8, 10 viên. 5 viên màu đỏ và 5 viên màu xanh. Lúc mà mở ra chị đã nghe một cái mùi rất là thơm và chua chua rồi đó các em ạ. Đó, bây giờ chị sẽ mở luôn cả mỗi loại một viên để xem là bên trong nó như thế nào. Đây là cái màu xanh, đây là cái màu dâu. Chị mở thử coi. Ý, đó, rất là thơm luôn đó các em ạ. Rồi, bây giờ chị sẽ ăn cái màu xanh này đi. Đúng là kẹo gum. Chua chua ngọt ngọt. Đó, các em thấy không? Nhờ ăn cái kẹo này mà chị đã biến thành một cái người mà có cái lưỡi màu xanh. Không biết là ăn cái kẹo màu đỏ này thì chắc là nó ra cái lưỡi màu đỏ nhìn chắc là còn ghê hơn cái màu xanh đúng không ý? Chị sẽ thử sao? Chị cảm thấy là có một cái loại kẹo này nó rất là kỳ cục. Chị sẽ ăn thử. Cái này gọi là kẹo núm ti đó nghe. Chị chưa bao giờ thấy cái kẹo này luôn rồi cũng chưa bao giờ ăn cái kẹo này. Bên Nhật người ta đúng là sáng tạo ha. Người ta có thể làm ra những cái kẹo với đủ cái hình thù khác nhau. Rồi bây giờ mình mở ra xem là bên trong nó còn như thế nào nữa. Ý, đây nè Kim. Một bên nha. Thật sự rất là buồn cười luôn đó Kim. Nhìn bên ngoài thì nó như vậy, không biết là bên trong có gì không ha. Chị đã vẽ bên trong và hình như cũng không có gì cả. Thơm mùi sữa quá Kim ạ. Đúng thật là đây là kẹo núm ti cho nên thơm mùi sữa là đúng rồi. Đây là sô-cô-la trắng. Ăn nó giòn giòn. Lúc mà nhai thì nó rất là dẻo. Và nó rất là ngọt luôn các em ạ. Thì cảm giác giống như là ăn cái
kẹo mà làm từ sữa ông thọ rồi đó em. Rồi mình sẽ qua hai cái kẹo bông gòn mà chị Cà Chua chưa bao giờ được ăn. Chị thấy là người ta ăn rất là nhiều và cảm thấy rất là vui rồi. Nhìn là hôm nay chị mới được ăn. Đây là vị nho, còn đây là vị dâu. Chị sẽ ăn cái vị nho trước. Lúc mà mở ra nè các em, có một cái mùi nho. Rồi bên trong nè, chị thấy là sờ vào đó, nó rất là kiểu như là nó không phải là cứng mà nó cũng không phải là mềm luôn đó. Chị cứ sợ là nó sẽ xô lại thành một cái, cho nên là chị phải cầm thật là cẩn thận. Ít rồi, nó ra mất tiêu rồi. À, đó là mềm đó. Chị bóp thử nha. Đó, y hệt cả bông gòn của mình luôn á, mà hình như là nó đặc hơn đó các em ạ. Lấy rất là dễ luôn nè. Đó, y như là một cái cục bông vậy đó ha. Thành rất là nhanh, thành nhanh y như là cả bông gòn mà hôm bữa mà chị làm cái thử thách 24 giờ ngoài đường á, chị có mua cái bông gòn bự như thế này vì dâu ăn. À, cái này nó cũng tan nhanh như vậy, nhưng mà chị cảm thấy là cái này ngon hơn nè. Tại vì á, cái kẹo kia nó xồm xồm lên, nó nhiều nhiều vậy á, nhưng mà lúc này chị cắn thì nó có chút xíu à. Còn cái này có vẻ như là nó chất lượng hơn, nó đặc hơn và cái vị nó ngon hơn hẳn luôn á. Nó rất là thơm luôn. Rồi bây giờ để qua đây tiếp. Còn rất là nhiều luôn các em ạ. Đó, có những cái to lẫn cái nhỏ. Ít, đó lắm hả? Chị thấy cái này nè, cái này giống như là những chai nước ngọt vậy đó các em. Trên bao bì thì chị thấy có phân ra ba màu rõ rệt này các em, màu xanh, màu vàng và màu dâu. Bên trong thì có ba cái chai giống như là chai nước ngọt vậy đó, cũng ba màu khác nhau luôn và toàn là tiếng Nhật. Chị thấy là chị Thư Nguyễn có ăn cái này rồi và bây giờ chị Cà Chua mới được dịp để ăn. Tại sao nó lại màu trắng nhỉ? Cái này thì màu hơi hơi vàng và cái này thì màu dâu. Nãy chị cứ tưởng là cái này nó màu xanh không ấy chứ. Nhìn những cái chai này rất là dễ thương đúng không các em? Rồi bây giờ mình sẽ ưu tiên ăn cái màu vàng đi. Có những cái hạt nè. Đó, hạt như là cốm em bé vậy đó các em. Cái này thì màu hơi ngà ngà. Wow, cái này có vị chanh và nó tan rất nhanh, tan rất nhanh mà chị Cà Chua chưa cảm nhận được cái gì luôn á. Bây giờ phải ăn lại xem nó là cái gì nữa. Nó lại tan nhanh nữa rồi. Ăn vào thì chị có cảm giác nó mát mát. Hồi trước chị hay ăn những cái loại kẹo mà giống xê, tuy nhiên nó không thể tan nhanh bằng cái này được. Cái này tan trong chớp mắt luôn đó các em. Ăn vào cảm giác là mát lạnh trong miệng nè. Nó hơi ngọt ngọt và hơi chua chua thôi. Thì chị nghĩ là hai cái màu này nó cũng sẽ như vậy ha. Nhìn cái chai nó rất là xinh luôn. Chị cảm giác giống như là hồi trước chị có chơi mấy cái slime nước ngọt á. Cái chai nó giống giống vậy nè. Tiếp theo sẽ là hai cái loại kẹo này. Đây là một cái kẹo burger. Cái này là loại kẹo dẻo. Hình như hồi trước là chị có ăn thử rồi, nhưng mà không biết có phải loại này không. Bên trong có rất là nhiều luôn. Phía bên trên này thì có tên nhãn hiệu của nó. Lúc mở ra, cái gì nè, hình như một cái burger thật luôn. Bên dưới thì có lớp thịt bò, lớp cái gì đây ta, phô mai đúng rồi, còn lớp rau. Và hai trên này sẽ là bánh. Lúc ngửi sơ qua thì chị cảm giác nó có mùi chua. Cái này nó rất là dai cho nên là chị phải nhai một hồi mới hết một cái đó các em. Cái này là chị cảm giác là nó có hai cái lớp. Đầu tiên là lớp bánh á, thì nó ngọt ngọt. Còn cái dâu á, thì nó chua chua ngọt ngọt. Còn cái màu xanh á, thì nó rất là chua. Nói chung là những cái lớp này hòa quyện với nhau thì nó cảm giác vừa miệng, nó không có quá chua đâu các em ạ. Và cuối cùng chúng ta sẽ ăn cái phô mai viên như thế này. Trước đây thì chị đã ăn kẹo Milo viên rồi đúng không? Đây là lần đầu tiên chị ăn phô mai viên mà được nhập khẩu như thế này. Bên trong này nó có ba màu, màu xanh này, màu cam này và màu hồng. Chị sẽ mở cả ba viên, mỗi viên một màu để xem là bên trong đó, những cái màu nó có khác nhau hay không. Cái này là vị bò, đúng rồi, có mùi bò đó. Còn cái này là có mùi thịt nướng heo.
Còn cái này là có mùi rau. Rất là hay đúng không? Chị sẽ ăn thử cái mùi rau này. Hình như bên trong nó còn có những cái vụn vụn rau nữa đó kìa. Thực sự là chị Cà Chua không có thích ăn béo, nhưng mà ăn cái này á, nó không còn cái cảm giác khó chịu vì quá béo nữa, mà chị cảm thấy thực sự nó rất là ngon. Hai viên này thì chị sẽ nhờ anh Cà Chua ăn giùm. À, anh Cà Chua ăn đi, anh Cà Chua rất là thích ăn phô mai các em ạ. Sau khi nhờ anh Cà Chua ăn thử hai viên còn lại thì anh Cà Chua xác nhận với chị rằng ngon. Rồi, chị Cà Chua đã ăn thử hết những cái loại bánh kẹo. Ồ, chưa hết, thực sự là còn một số loại. Tuy nhiên là chị cảm thấy là mỗi món nó sẽ có những cái ngon khác nhau. Và trong đó thì có cả những cái món mặn và món ngọt, nó rất là cân bằng. Một tuần vừa rồi thì cái cổ của chị á, nó hơi đau cho nên chị nuốt hơi khó khăn. Anh Cà Chua bảo là hình như chị hơi gầy lại một tí rồi. Nhưng mà hôm nay anh ấy cho chị ăn quá trời như thế này, chị nghĩ hả, chị còn mập lại còn hơn trước đây nữa. Rồi, các em ơi, nếu như các em thích những loại bánh kẹo này hoặc là thích cái video này thì nhớ để lại cho chị Cà Chua một like nha. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhanh tay bấm vào nút đăng ký và kêu gọi bạn bè cùng đăng ký để ủng hộ chị Cà Chua. Và nếu có thể thì chia sẻ cái video này cho bạn bè cùng xem cho vui. Còn bây giờ, video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.